Ngày mùng 7 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi các cán bộ nhân viên chiến sĩ trong ban bay ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024 của Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân. Nội dung bức thư như sau: Các đồng chí thân mến, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024, Trung đoàn Không quân 940 tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phú Cát, tỉnh Bình Định. Ban bay gồm các đồng chí chỉ huy cất hạ cánh, phi công, các thành phần đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ bay theo kế hoạch. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay của Trung đoàn trực tiếp thực hành kíp bay, điều khiển máy bay Yak-130 số hiệu 210D khi hoàn thành nhiệm vụ điều khiển máy bay về sân bay để hạ cánh thì máy bay gặp sự cố kỹ thuật thả càng không ra các đồng chí phi công đã khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp để cứu máy bay nhưng bất khả kháng chỉ huy bay đã lệnh cho phi công nhảy dù trong khoảnh khắc rất ngắn máy bay ở độ cao thấp rơi rất nhanh nguy hiểm tới tính mạng nhưng các phi công đã bình tĩnh dũng cảm điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn không gây thiệt hại Thay mặt quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi khen ngợi, biểu dương, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan, chức năng các cấp trong quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo tổ chức chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, biểu dương trường sĩ quan không quân, trung đoàn 940 và các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong ban bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy bay chặt chẽ, xử lý tình huống kịp thời, linh hoạt khen ngợi đồng chí đại tá nguyễn văn sơn và đồng chí thượng tá nguyễn hồng quân với trình độ kinh nghiệm huấn luyện dày dạn và bản lĩnh ý chí quyết tâm cao đã bình tĩnh tự tin không sợ hy sinh xác định đúng thời cơ xử lý kịp thời tình huống bất chắc trên không việc làm đó thể hiện trình độ huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không không quân và trách nhiệm vì nhân dân vì tổ quốc của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, khẩn trương chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất tuyên dương khen thưởng tập thể cá nhân trong xử lý sự cố ban bay của trung đoàn 940. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chào thân ái và quyết thắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào lúc 13 giờ chiều 7 tháng 11, tâm bão Yên Sinh nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km h giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km mỗi giờ. Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, tăng tốc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ đi vào Biển Đông. Tới 13 giờ chiều 8 tháng 11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm một cấp, còn cấp 14 giật trên cấp 17. Trên đường di chuyển đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa, bão số 7 đổi hướng di chuyển liên tục và có xu hướng giảm cấp. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão Yinsing, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 cấp 7, từ đêm nay tăng lên cấp 8 cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Công ty Than Dương Huy thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong. Vào đầu K3 ngày 6 tháng 11, công nhân VVH sinh năm 1984 là thợ sửa chữa cơ điện hầm lò được giao nhiệm vụ tổ trưởng cơ điện phân xưởng đào lò 3 tới khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 11 trong lúc đang làm nhiệm vụ tại lò thì anh hát bị tai nạn dẫn đến tử vong, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó vào ngày 21 tháng 10 tại lò giếng phụ thuộc dự án khai thác cũng của công ty Than Dương Huy cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân khai thác hầm lò bậc 1 trên 5 tử vong. Ngày 7 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt ba đối tượng gồm Lường Văn Luyến, sinh năm 1970, chú ở xã Triềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Nguyễn Đăng Tường, sinh năm 1986 và Phạm Văn Phạm, sinh năm 1974, cùng chú ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội về tội buôn lậu. Trước đó ngày 25 tháng 10, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với công an thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam bắt quả tang Lường Văn Luyến và Nguyễn Đăng Tường đang cất giữ 6 thanh và 2 mảnh vàng nặng 6.474,6 gram tại khu vực ga Phủ Lý, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Bước đầu, Luyến và Tường có khai nhận mua số vàng trên từ Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa cho Phạm Văn Phạm bán kiếm lời. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ Phạm Văn Phạm về hành vi buôn lậu quy định tại điểm A khoản 4, điều 188, bộ luật hình sự Tại cơ quan công an, Phạm khai nhận do có mối quan hệ làm ăn kinh doanh vải sợi từ trước với Lường Văn Luyến nên trong quá trình tìm hiểu thị trường tiêu thụ mua bán vải sợi, thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam, Phạm đã rủ Luyến góp số tiền là 570.000 đô la Mỹ để mua vàng về bán kiếm lời. Sau đó Phạm giao cho cháu của mình là Nguyễn Đăng Tường đi cùng Luyến sang Campuchia mua số vàng trên rồi vận chuyển về Việt Nam. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Từ 15 giờ chiều mùng 7 tháng 11, giá xăng E5 RON 92 tăng 340 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 350 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 770 đồng/lít, dầu hỏa tăng 460 đồng/lít, mặc hàng dầu mazut giảm 70 đồng/kg so với kỳ trước. Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15 giờ chiều mùng 7 tháng 11. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 giảm. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 tăng 340 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Giá bán mới là 19.740 đồng một lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 20.850 đồng một lít sau khi được điều chỉnh tăng 350 đồng một lít so với giá bán lẻ từ ngày 31 tháng 10. Cũng từ 15 giờ chiều mùng 7 tháng 11, giá dầu diesel không cao hơn 18.910 đồng một lít, tăng 770 đồng một lít so với mức bán lẻ trước đó. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.290 đồng một lít, tăng 460 đồng một lít so với giá bán lẻ trước đó. Trong kỳ điều hành này, giá dầu mazut được điều chỉnh giảm 70 đồng một kg so với kỳ trước, giá bán mới là 16.390 đồng 1 kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 43 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng Ron 95 E5 Ron 92 20 lần tăng, 23 lần giảm, dầu diesel 18 lần tăng, 25 lần giảm, dầu mazut 25 lần tăng, 18 lần giảm. Ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng trên thế giới đồng loạt giảm mạnh trong phiên sáng 7 tháng 11, kéo theo đó giá vàng trong nước cũng theo đà giảm mạnh. Công ty Doji Phú Quý và Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 85,5 triệu đồng một lượng, bán ra 87,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lao dốc ghi nhận giảm 1,8 triệu đồng một lượng. Sáng ngày 7 tháng 11, giá vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng ở mức hơn 82,2 triệu đồng một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,3 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước.